xin vía vẽ đẹp như chị, khỏi cần xin vía, cầm bút lên và vẽ cùng với Quỳnh nhé mọi người ơi. Hôm nay thì Quỳnh sẽ vẽ một bạn Mickey đội nơ màu xanh nhé. Đầu tiên thì mọi người sẽ đi khung cái mặt và cái nơ trước này. Khi nào mà đẹp rồi, cân đối rồi thì mình mới vẽ sang bước tiếp theo nha. Có cái nơ làm khuất cái tai cho nên là Quỳnh sẽ vẽ cái tai bên dưới này. Tiếp tục phần mũi thì Quỳnh sẽ dùng bút chấm bi này. Phần này thì khó hơn một chút, mọi người cần đi cho hai bên cân nhau đều nhau. Đây là bài căn bản và bắt buộc khi tham gia khóa học ở bên Quỳnh. Bạn nào đi học về là sẽ đều vẽ được Mickey hết mọi người nhé. Khi mà có hai phần đối xứng như là khóe miệng hay là mắt này thì mọi người phải vẽ cân nhau và đều nhau nhé. Nếu mà một bên cao bên thấp hoặc là một mắt to mắt bé là trông sẽ buồn cười lắm đấy mọi người ạ. Quỳnh sẽ vẽ hai cái bên mắt này nhìn vào chính giữa này. Vì bạn này có nơ cho nên chắc chắn là phải vẽ lông mi rồi. Mọi người gảy sợi lông mi siêu siêu mảnh thôi nha. Mọi người tô màu hồng này và lấy luôn màu hồng đấy để pha với bay tạo má hồng mọi người nhá. Và đây là thành quả của hai cô trò nhà tớ đây. Mọi người đoán xem bài nào là của học viên bên Quỳnh làm nhé.